Mời các bạn quay lại với sân cỏ nhân đạo Xã Hoàng Kim đón xem hiệp 2 trận thi đấu giữa FC Hoàng Trinh và Trẻ Hoàng Kim. Hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu. Nguyễn Luật. Biên cho FC Hoàng Trinh. Đá biên cho Trẻ Hoàng Kim. Nguyễn Luật. Đường chuyền dài của Nguyễn Luật. Rất tiếc là Xuân Dương không hiểu ý. Anh Luật. Trịnh Huấn. Phá dứt điểm rất nguy hiểm. Quốc Đạt. Sơn Đồng. Hải Lọ. Nguyễn Luật. Vào rồi. Người vừa ghi bàn cho Trẻ Hoàng Kim là Quốc Đạt. Kết quả trận đấu được nâng lên 3-2. Một tình huống phản công khá nhanh của Trẻ Hoàng Kim. Cứ điểm. Được rồi, là pha dứt điểm của tiền vệ bên phía FC Hoàng Trinh. Pha dứt điểm không chính xác. Quốc Đạt. Chí Phương. Quốc Đạt dứt điểm. Và dứt điểm bằng chân trái của Quốc Đạt, rất tiếc là bóng đi không chính xác. Đình Khoa. Phát bóng lên cho Trẻ Hoàng Kim. Nguyễn Luật. Nguyễn Luật. Xuân Dương. Hải Lọ.
Phúc Đạt. Kết quả trận đấu vẫn đang là 3-2 nghiêng về phía Tràng Kim. Pha xoay người dứt điểm của Tuấn Phong, bóng đi hơi nhẹ. Anh Khoa Đình Khoa. Va chạm giữa số 8 Anh Khoa và Trịnh Quốc Đạt. Nguyên Luật. Căng ngang không tốt của Trịnh Huấn, biên cho Tràng Kim. Xuân Dương. Sự nỗ lực của Xuân Dương. Và dứt điểm từ xa của Thành Quân. Cố Đạt. Xuân Dương. Nguyên Luật. Hoàng Bá. Anh Khoa. Anh Sơn. Vào rồi. Một pha phối hợp rất đẹp mắt của FC Hồng Trinh. Và người dứt điểm cuối cùng là số 8 Trịnh Huấn, từ một đường truyền của Lê Sơn. Kết quả trận đấu được cân bằng 3 đều. Xuân Dương rất nỗ lực. Xuân Dương vẫn là Xuân Dương. Căng ngang. Căng ngang không được. Biên cho FC Hồng Trinh.
Thành Quân. Thành Quân. Thành Quân. Không được. Xuân Dương. Vẫn còn, vẫn là Xuân Dương. Căng ngang. Rất tiếc truyền hình uống vừa rồi sự nỗ lực của Xuân Dương và Tuấn Phong. Thế Bách. Nguyên Luật. Quốc Đạt. Vẫn là Quốc Đạt. Nguyên Quân. Xin lỗi, Chí Phương. Vẫn là Chí Phương. Không được rồi. Thế Bách. Sơn. Lỗi của Trường Kim. Sơn. Rất tốt. Rất điểm. Quyền Luật. Được tốt. Quốc Đạt. Và số điểm hơi là bập của Quốc Đạt. Sơn. Mất đà rồi. Phong. Biên cho Tràng Kim. Hải Lo. Hoàng Hải. Rất nỗ lực. Xuân Dương.
đầu lên. Anh Khoa. Chích mũi làm chi? Điện luật. Thuận Phong. Biên cho Tràng Kim. Hoàng Hải. Và dứt điểm của Tuấn Phong không quá khó đối với thủ thành Sơn Đông. Sơn Dương không kịp rồi. Và dứt điểm của Sơn. Kết quả trận đấu được nâng lên 4-3 cho FC Hoàng Trinh. Bộ đạt. Sơn. Nghị luật. Sơn. Bách. Chi Phương. Chuyền không tốt của Nguyễn Chi Phương. Sơn. Vẫn là Sơn. Quy luật. Hải Lo. Biên cho Tràng Kim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sơn Dương. Đúng một thôn lên anh. Chị Phương. Hải Lọ. Anh Khoa. Hoàng Hải. Vũ Đạt. Xong, dứt điểm vào rồi. Đã có bàn thắng cho Trường Kim. Kết quả trận đấu được san bằng 4 đều. Năm phút nữa. Thế Bách. Chị Huấn. Nguyên Luật. Truyền không tốt của Hải Lọ. Sơn Đông.
khá nguy hiểm truyền hình không rồi. Bắt trên luôn em ơi. Xuân Dương. Một pha dứt điểm rất vô duyên của Xuân Dương. Thật là Xuân Dương. Không được. Tiếp tục là một pha dứt điểm không chính xác của Nguyễn Tri Phương. Rất nhiều tình huống được tạo ra cho FC Trẻ Hồng Kim. Hai phút nữa. Đồng Hồ Đạt Sơn Dương rất vô duyên của Sơn Dương. Tình huống vừa rồi có thể nói tình huống vừa rồi cho bóng ra ngoài khó hơn là cho vào lưới. Xuân Dương biến cho Trẻ Hồng Kim. Nguyên Luật Hải Lo Chi Phương hết giờ đấy. Vậy là thời gian thi đấu giữa FC Hồng Trinh và Trẻ Hoàng Kim đã kết thúc. Kết quả trận đấu hòa 4 đều.